Giá lúa gạo ngày nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời và chính xác được cung cấp hàng ngày. Chúc quý bà con và các bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giá lúa gạo hôm nay, giá lúa OM 5451 tăng 100 đồng trên 1 kg. Cuộc chiến sự hiện đang xảy ra giữa Nga và Ukraine không làm ảnh hưởng đến vấn đề xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sau khi phía Ấn Độ áp dụng luật áp thuế giá xuất khẩu gạo trắng, ngừng xuất khẩu tấm, giá gạo có phần tăng lên. Giá gạo tăng đã làm cho người nông dân và doanh nghiệp thêm phần vui mừng phấn khởi. Tuy là như vậy, nhưng số lượng xuất khẩu cuối năm của Việt Nam không nhiều. Vì vụ thu đông khi ảnh hưởng của lũ đã làm cho sản lượng cũng như diện tích rất hạn chế. Từ trước đến nay thì thị trường xuất khẩu gạo chủ yếu của Việt Nam vẫn là thị trường Philippines. Thị trường Philippines hiện đang chiếm khoảng 48% tổng số lượng xuất khẩu của Việt Nam. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo có sự điều chỉnh tăng đối với lúa OM 5451. Lúa OM 5451 thương lái thu mua tại ruộng 6.400 đến 6.500 đồng một ký, tăng 100 đồng một ký. Giá đi ngang với những chủng loại lúa còn lại. Lúa Đài Trân 8 thương lái thu mua 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Lúa OM 18 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Lúa Nhật 7.800 đến 7.900 đồng một ký. Lúa IR504 6.200 đến 6.300 đồng một ký. Đài Thâm 8 6.300 đến 6.400 đồng một ký. Nếp An Giang tươi 5.900 đến 6.100 đồng một ký. Nếp Long An tươi 6.200 đến 6.500 đồng một ký. Nếp An Giang khô thương lái thu mua 8.400 đến 8.500 đồng một ký. Nếp Long An khô 8.700 đến 9.100 đồng một ký. Nàng hoa chín 6.600 đến 6.800 đồng một ký. Lúa IR504 khô 6.500 đồng một ký. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm chứng lại sau phiên điều chỉnh tăng. Giá gạo nguyên liệu 9.500 đến 9.550 đồng một ký. Gạo thành phẩm ổn định 10.200 đến 10.250 đồng một ký. Mặt hàng phụ phẩm giá tấm ổn định 9.700 đến 10.000 đồng một ký. Cám khô 8.700 đến 8.800 đồng một ký. Tại chợ lẻ, gạo thường 11.500 đến 12.500 đồng một ký. Gạo thơm jasmine 15.000 đến 16.000 đồng một ký. Gạo sóc thường 14.000 đồng một ký. Nếp ruột 14.000 đến 15.000 đồng một ký. Gạo nàng nhen 20.000 đồng một ký. Gạo thơm thái hạt dài 18.000 đến 19.000 đồng một ký. Gạo hương lài 19.000 đồng một ký. Gạo trắng thông dụng 14.000 đồng một ký. Nàng hoa 17.500 đồng một ký. Sóc Thái 18.000 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký, gạo Nhật 20.000 đồng một ký, cám 7.000 đến 8.000 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.